2021, tôi đã đặt sớm danh hiệu MDRT vào quý 2. Tuy nhiên, tôi muốn bứt phá nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình, do đó tôi đã quyết tâm nỗ lực đạt sớm danh hiệu MDRT ngay từ quý 1 trong năm nay. Tôi là Nguyễn Thị Kim Chi, MDRT 2023 đạt sớm ngay từ quý 1. Hai bí quyết giúp tôi đạt được mục tiêu MDRT của mình đó chính là: thứ nhất, luôn tin tưởng vào bản thân mình muốn gì mình sẽ làm được. Tôi gia nhập vào nest by AIA từ tháng 6 năm 2020, tính đến nay chỉ vỏn vẹn 2 năm công tác mà thôi. Là tư vấn viên bảo hiểm thì ai cũng mong muốn bản thân mình sẽ chạm được danh hiệu MDRT ít nhất một lần, và bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Năm 2021 tôi đã đạt danh hiệu MDRT ngay từ quý 2. Tuy nhiên, tôi luôn muốn chinh phục và thách thức bản thân của mình nhiều hơn nữa. Do đó, tôi đã đề ra những mục tiêu và kế hoạch cụ thể để tôi có thể đạt sớm danh hiệu MDRT ngay từ quý 1 năm 2023. Và cuối cùng, tôi đã đạt được nó. Đây cũng chính là tiền đề và nền móng vững chắc để tôi có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Đó chính là vị trí Brand Manager tại AIA trong năm nay. Bí quyết thứ hai của tôi đó chính là: hãy luôn nỗ lực làm tốt vai trò của mình một cách chân thành nhất. Trong quá trình làm nghề, tôi đã xem khách hàng như chính là người thân của mình vậy. Tôi luôn luôn chăm sóc và làm hài lòng khách hàng một cách tốt nhất. Tôi luôn tặng quà mỗi dịp lễ Tết, kịp thời thăm hỏi khách hàng khi khách hàng ốm đau, hoặc là kịp thời giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng nhất cho khách hàng. Kết quả nhận được đó chính là những lời khen ngợi và được giới thiệu rất nhiều khách hàng mới thêm nữa. Đây cũng chính là động lực to lớn để tôi có thể tiếp tục làm nghề. Cơ duyên mang tôi đến với nghề bảo hiểm không đơn thuần chỉ là một sự lựa chọn nghề nghiệp, mà phía sau đó là còn một câu chuyện mà tôi không bao giờ quên được. Trước đây tôi đã rất ác cảm về bảo hiểm, tuy nhiên tôi đã được một người bạn tư vấn viên tại AIA giải thích cho tôi rằng bảo hiểm nhân thọ là như thế nào. Sau khi nghe xong, tôi đã cảm thấy một chút hối hận, bởi vì đã suy nghĩ tiêu cực về bảo hiểm, trong khi đó bảo hiểm rất là nhân văn và cần thiết đối với mỗi người. Lấy câu chuyện này làm động lực, tôi mong muốn góp phần làm sao để cho không còn ai suy nghĩ tiêu cực về bảo hiểm nữa. Thay vào đó, tất cả mọi người, ai cũng sở hữu cho mình ít nhất một hợp đồng bảo hiểm. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các khách hàng hiện hữu của tôi, cũng như những khách hàng trong tương lai. Tôi cảm ơn mọi người đã tin tưởng và cho tôi cơ hội để trao giải pháp đến tất cả mọi người. Kỳ tích không tự nhiên mà có, mà đến từ nỗ lực và tâm huyết của chính mình. Tôi mong tất cả các chuyên viên tư vấn bảo hiểm đều làm việc tận tâm, chăm sóc khách hàng như chính là người thân của mình vậy. Hãy làm việc như hôm nay là ngày cuối cùng được làm hết sức, hết mình. Chắc chắn kỳ tích sẽ xuất hiện.